sẽ vui lắm cho mà xem. Cậu không dám rồi. Lạ quá ta. Lui lại đi nào, em gái à. Nè. Có ai ở đây không? Cái gì ấy nhỉ? Này, ăn kẹo không tốt đâu nha. Ngạc nhiên chưa? Đóng rồi. Chú chuột ấy sắp trốn thoát rồi kìa. Giữ lại ngay đi. Ô không, tránh ra đi. Cậu làm em ấy sợ bọn mình đấy. Không được trốn đi nữa nha. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình có biết đâu. Nhưng chúng mình từng như thế này nè. Mình từng rất đáng yêu. Do anh hết đó. Gì chứ? Là do em mà. Anh không nhớ gì mà cứ thích đổ lỗi nó rồi. Gì đây ta? Nhìn vào gương đi kìa. Là anh muốn đó nha. Không được ta. Các bạn ơi, mình cần phải sạc cái điều khiển này. Hãy nhấn like giúp cho mình nha. Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Là do em đó. Không phải, do anh mà. Sẽ ra sao nếu chúng ta xây nhà? Chúng ta sẽ được tự do. Cần phải có dụng cụ mới làm được. Ôi không, chúng ta tiêu rồi. Đừng có than vãn nữa. Mình sẽ giúp cho các cậu. Như vậy thì các cậu có thể xây được nhà. Anh có thể xây được nhà nhanh thôi. Bình tĩnh nào. Anh lại trông mấy em thú cưng ấy đi nha. Một mình anh thôi sao? Chúc anh may mắn. Mình bận rộn chết đi được. Thêm màu vào nữa. Vẻ như mình làm nhanh hơn mình tưởng ngay chứ. Có ý này nè. Wow. Nhớ là gãi sau tay mình đó nha. Không thể bỏ qua lời thỉnh cầu của cậu được rồi. Hai người ấy bắt đầu thân với nhau rồi sao? Anh chỉ quan tâm mỗi việc chơi mà thôi à. Em không xây nhà cho anh đâu đó. Đến lượt em chơi rồi. Đúng vậy, làm việc thôi nào. Chúc em may mắn nha, Bem Bem. Các em ấy ngọt ngào và đáng yêu lắm đấy. Các em bị phạt nha. Mấy em ấy đâu rồi ta? Mệt quá à. Nhà của em sẽ đẹp lắm cho mà xem. Đúng vậy, đẹp hơn đống rác của anh đó. Sau khi em làm xong sẽ đẹp hơn cho mà xem. Áo. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhà của anh cũng sẽ đẹp như thế. Mình cũng muốn có. Hmm.
Jumbo chó sẽ xanh mặt vì ghen tị cho mà xem. Con bé sẽ không để ý đâu. Bị lộ rồi. Anh chỉ muốn ghé qua xem mà thôi. Anh gặp chuyện lớn rồi nha. Phải nghĩ ra cách gì đó thôi. Cuối cùng thì mình cần các cậu giúp mình xây nhà đó. Chuyện nhỏ thôi, như lời cảm ơn vì đã thả mình ra. Cảm ơn nha. Lẽ ra phải ở đây chứ. Tội thật. Ai đang xâm phạm nơi đây đó? Tốt hơn là nên ở yên đây. Em có thể giúp được cho chị mà. Em chỉ có cơ hội duy nhất thôi đó. Bắt đầu dọn dẹp thế nào. Một cái bơm. Các cậu hãy nhấn nút like để chúng mình có thể bơm phòng bể bơi này nha. Hoặc không em ấy sẽ ở đây mãi thôi. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Đây nè, em xứng đáng được nhận thưởng. May quá đi à. Chị không để em đi đâu. Nữa nè. Vậy làm sao để dựng được chứ? Chị nhắm mắt lại đi. Bất ngờ lúc nào cũng là những thứ tuyệt vời nhất thôi. Ổn chứ em? Em vẫn chưa làm xong đâu đó. Chị mệt quá rồi. Sắp xong rồi đây nè. Đủ rồi. Bỏ đi rồi à? Đáng yêu chết mất thôi. Chỗ này chơi chán quá à. Chị sẽ dành cho em mọi thứ. Thật tuyệt quá đi thôi. Chơi vui không nè? Em sẽ thả anh ra sớm chứ. Mơ đi nha. Gì vậy? Mới lúc nãy anh ấy ở đây mà. Anh đã nói là thả anh ra mà. Anh lừa em. Gì chứ? Chuyện đó khó lắm sao? Đừng có động vào đồ của em. Anh sẽ biến món đồ này thêm phần thú vị hơn. Đủ rồi nha. Em có ý này. Anh tránh xa em ra. Em cũng sẽ không đụng đến anh. Được thôi, nhưng đừng làm anh sợ nữa đó. Chút nữa thì tiêu. Cách là mình ra cổ họng quá đây. Đây. Giúp mình dọn dẹp nhà cửa nha. Hãy cho bọn họ thấy như thế nào mới là làm việc nhóm nha. Không có mình, đói quá đi mất. Cậu đã làm rất tốt mà. Để kỷ niệm cho tình bạn của chúng ta. Cảm ơn nhiều. Em hết giận anh rồi. Nhìn đáng yêu chưa nè. Còn cái này thì sao? Không không không. Mình muốn được chơi của mình. Mình sẽ đi sửa lại nha. Mình lẽ ra không nên đến đây. Chị sẽ không thả em ra thật sao? Tất nhiên là không rồi. Nếu em giúp chị sửa đồ chơi thì sao nè? Chị tự làm được rồi. Hai người làm thì vẫn tốt hơn chứ. Không cần đâu. Thả ra. Em mới phải thả ra đó. Mình không cố ý đâu. Đồ chơi của mình. Được thôi. Em làm đi. Được thôi. Chị có cần làm gì cho em không? Đây nè.
ổn hơn rồi đó. Lại đây nào, từ từ nha. Em muốn gì nào? Em đang tìm kiếm tín hiệu. Có chuyện gì sao? Đẹp lắm. Cảm ơn chị nha. Cuối cùng cũng được chơi với đồ chơi. Đây thật là một cách giết thời gian hiệu quả. Mình không tin là cậu đã làm được đó. Tốt quá đi. Chẳng có gì thay đổi cả. Hay quá đi. Không biết cảm ơn cậu bao nhiêu cho đủ. Mình đã trở về nguyên dạng rồi. Làm sao mà các cậu trở thành quái vật được vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu xem nha. Bọn mình đến đây để shopping mà. Mình đang tìm mua đồ chơi. Mình sẽ lo liệu em thỏ này. Nè. Tuyệt vời. Mình sẽ chọn em cuối cùng này. Cậu đến muộn rồi nha. Nếu như mình không sở hữu siêu năng lượng, vậy thì các cậu cũng không được phép đâu nha. Cùng chơi vui vẻ với nhau nào. Lạc Louis sao? Thì ra cậu ấy ghen tị à. Phải dạy cậu ấy bài học thôi. Mình có ý này nè. Mình đã rất thương các cậu ấy. Sao các cậu quay lại đây chứ? Bọn mình có nợ cậu đâu chứ. Tặng cậu món quà nha. Cậu muốn có một em thú cưng nguyên tố đúng không? Ôi mẹ ơi. Chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi năng lượng nha. Cậu không thoát được đâu. Cứu. Lẽ ra mấy đứa phải nở rồi chứ. Bắt đầu rồi. Mẹ ơi, hoan hô. Mình nở rồi nè. Các con của mẹ, mẹ sẽ cho con ăn ngay đây. Con chuột của chị chạy mất rồi. Chắc chị quên khóa lồng rồi. Hãy đến với mẹ đi nào. Đừng sợ nha. Triển nào. Không sao đâu. Nó chỉ là một món đồ chơi. Ôi trời. Đều rối tung lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ben đã bắt cóc mấy đứa nhỏ rồi chị ơi. Bà bỏ chạy sau khi mình đánh cho hắn một trận tơi bời. Đồ nhát gan. Kevin, em ấy ổn nè. Những con vật có chip, đó là cách chị có thể theo dõi bọn nhóc và Ben. Vậy em phải làm gì? Bắt đầu sửa nhà đi. Đúng rồi đó. Em xây dựng lại toàn bộ nơi này. Và chị sẽ giành lại bọn nhóc cho. Những con vật bây giờ sẽ bán chạy như tôm tươi. Ben. Em sẽ lấy tất cả các con vật. Hắn ta định bắt cóc các con vật sao? Mình ở đây thì không có cửa đâu nha. Yeah, thật hoàn hảo. Đặt bé nó lại đi. Ôi. Bật lên. Nhanh. Nhấn nút thích trước khi Ben ăn thịt mình đi. Nhanh lên. Nhiều lượt thích hơn.
Hú hồn, có tác dụng. Mấy đứa từ đâu xuất hiện thế? Vào trong lồng ngay đi. Đây rồi, chị sẽ đưa mấy đứa trở lại. Mình có thể giúp. Cậu nợ mình 100 đô. Khoan đã, đó là gà con của mình mà. Trả tiền xong rồi nói. Chúng là của mình. Sao cũng được. Đây. Yeah, nhà của Kevin thật tuyệt mà. Tệ lắm chị ơi, thậm chí còn không có hồ bơi. Bé cưng của mẹ. Mẹ ơi, chúng con đã trở lại. Con nhớ mẹ lắm, con đói. Sao mà chị làm được vậy? Mấy định vị và 100 đô là giải quyết được ngay. Chúng ta vào nhà thôi. Làm gì có nhà chứ. Thế thì chúng ta có thể xây một cái mới. Kevin, trông lũ nhóc nha. Em đang bận, đang ngủ trong mà cứ réo hoài. Đây là những nhánh cây cho tổ mới. Chỉ vì em là một con chim, không có nghĩa là em chỉ biết làm tổ thôi đâu. Em đùa đó. Tất nhiên là em đang xây tổ rồi. Những hạt giống đã được gieo trồng, giờ thì giúp họ thôi. Đây. Đỉnh quá à. Đây là lúc vỏ sò sẽ có ích nè. Thế nào các con? Tuyệt vời. Ấm áp quá mẹ ơi. Rất rộng rãi luôn. Đồ ăn. Chơi vui nha. Trong thời gian đó chị sẽ đi tìm mấy bé còn lại. Thêm một chiếc iPhone. Wow. Hộp tiếp theo. Đừng làm mình lộ tẩy. Hy vọng có ít nhất một món quà hợp mắt. Tiếp theo. Cậu bị điếc hay sao vậy? Ôi chao, dễ thương nhất đó. Chụp một tấm đi. Không có ở đây. Có thể là cái này. Nè. Đây rồi. Đi theo chị nào. Ai cơ? Tôi á. Tôi không đi đâu với cậu cả. Không ai quan tâm đến cậu đâu. Tôi đến đây vì bé thỏ thôi. Không phải của cậu. Là quà tặng tôi mà. Bé nó là của tôi. Bọn tôi còn chụp ảnh chung đây này. Bộ tôi không có chắc. Ồ, lỗi của mình. Xin lỗi nha. Không ôm ấp gì nữa. Lối ra kia kìa. Chắc là chứng dị ứng thỏ rồi. Tôi phải làm gì bây giờ? Để tôi chăm sóc bé nó cho. Thật sao? Tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho bé. Được rồi, tạm biệt bé cưng. Chị sẽ nhớ em lắm. Tôi tìm thấy một bé khác nè. Cậu giữ đi. Em đã nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại. Chào mừng trở lại. Ăn một chút đi nào. Ngọt ngào quá đi. Chạy vòng quanh đi. Dừng lại, đừng. Tuyệt. Bây giờ chúng ta phải bắt bé nó vào nhà. Đâu cần đâu. Ý hay đó. Như thế cậu bé sẽ có rất nhiều không gian. Đó sẽ là một hàng rào. Chỗ này sẽ là một khoảng sân tuyệt vời. Công cụ tốt nhất để đóng đinh là gì? Búa, tuốt nơ vít hay là cưa? Bình luận bên dưới nha. Chúng ta cũng cần chỗ ngủ. Chuyện nhỏ thôi. Chà, khá đẹp nha. Nhưng chúng ta cần một nơi để ăn nữa. Cái này thì sao? Nếu thế, chúng ta cũng có thể làm điều này. Phải có cái gì đó trên cây. Ngôi nhà này ở một đẳng cấp khác. Quá trời đồ ăn ngon luôn. Và rất nhiều không gian để chạy xung quanh nữa. Thank you.
tín hiệu mới. Tới ngay, tới ngay. Chú ơi, đó có phải là nhà vua không? Ta đã tỉnh. Ta tỉnh dậy rồi. Đáng yêu quá đi. Nhóc là nhà vua mới nha. Thêm một miếng nữa nè. Đây rồi. Tránh xa vị vua mới ra đi. Ý thần là thần đến đây để làm tóc cho vị vua mới. Và cái này dành cho ngài. Ồ, cảm ơn. Xin hãy kiên nhẫn một chút. Chúng ta gần xong rồi. Chị sẽ giấu em. Xong. Thần xin lấy vải thay vì tiền mặt. Đây không phải là mái tóc mới của nhà vua đâu. Đây là một kiệt tác. Đi thôi, chúng ta phải ra mắt vị vua mới. Con có thoải mái không bé yêu? Dạ có. Ophelia, chị có tin chấn động đây nè. Tin tức đó là mảnh vải hả? Ý em là em có thể nhìn thấy nó từ đây. Chị thì không còn thể. Còn bây giờ thì sao? Em về rồi, em về nhà rồi. Đó thật sự là một tin tuyệt vời. Có cả tin xấu nữa. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Chúng ta đã hết đồ dùng trong nhà. Không đâu, nhìn nè. Em có thích nó không? Đặt một chiếc giường để nghỉ ngơi nào. Và dùng đèn để trang trí. Không có đồ chơi là không được đâu à nha. Và phần hay nhất, chúng ta phải tìm nhóc mèo. Nhóc ấy sẽ dẫn chúng ta đến bên bên. Ý chị là điều này có vẻ không ổn đâu. Tìm như thế thì quá dễ dàng rồi. Ha, biết ngay mà. Đơn giản như đang giỡn. Trời đất ơi, mở ra đi. Cẩn thận đó Ben Ben. Nhà ngươi chết chắc rồi. Tại sao vậy? Mình đã mở nó ra. Nghĩ lại thì hình như vẫn còn một Này tên kia, dừng lại. Cấm ăn thịt bé nó. Đừng làm hại bé mèo mà. Hả? Đây là thức ăn cho thú cưng sao? Ngươi không định ăn mèo con à? Ngươi có phải đang cho nó ăn không? Vậy tại sao ngươi lại bắt cóc những con vật? Em không có bạn bè. Vì vậy em nghĩ chúng em có thể thân thiết với nhau. Chị biết nơi để kết bạn đó. Đi nào, chị sẽ không giận em đâu. Ôm theo bé mèo nữa. Vậy đi. Tụi chị đã tìm thấy mèo con rồi nè. Thật tuyệt quá đi. Tại sao hắn ta lại ở đây? Không sao đâu mà, nhóc có thể giúp cho chúng ta. Không, quên đi. Hắn ta đã bắt cóc động vật của tụi mình. Cậu ấy chỉ làm thế vì thiếu thốn bạn bè thôi mà. Thật vậy sao? Cậu nhóc yêu động vật lắm. Còn đút cho mèo con ăn bằng thìa nữa. Vậy thì chào mừng cậu đến trường của chúng ta. Đây là hành trình về chuyện mình đã nhận nuôi bé mèo. Và có việc làm tại một cửa hàng thú cưng. Đó là một câu kịch tính. Mình gần như đã khóc đó. Hãy kể chuyện này cho tất cả các khách hàng. Sau đó việc kinh doanh của chúng ta sẽ phất lên thôi. Thật là chán quá đi, chẳng có gì chơi cả. Có khi nào cậu vừa lòng đâu chứ. Ào, nóng. Trong đấy có gì vậy? Nhìn nè, câu trả lời đây. Đứng yên đấy. Cậu có thấy tụi mình không nên đụng tới không? Cậu tất nhiên không nên rồi, mình thì khác.
ngầu quá đi. Nhìn mình nè. Cái gì? Thật không thể tin được. Chắc là ma thuật rồi. Mình vừa nghĩ ra một ý này nè. Từ từ nào. Lửa chứ phải đồ chơi đâu. Hả? Mình biết mà. Chắc là do năng lực rồi. Wow. Đừng có ghen tị quá nha. Làm gì có đâu. Ai gửi đến vậy? Tất nhiên là sếp gửi tới rồi. Có tin gì thú vị kìa. Chuyện nhỏ thôi, trí thông minh của mình sẽ tự làm được hết. Chú ý, không được động vào con vật. Hãy nhanh chóng làm việc sớm nhất có thể và gửi đến chủ nhân thôi. Đi nào. Mi đúng là đầy phép màu mà. Ta phải cần làm cầu thang trượt nha. Andy, mình cần có ống nước. Đúng là ngốc thật sự. Cái này sẽ làm nhãn hiệu này. Thêm chút màu đỏ này. Gắn nó ở trên nóc nào. Mình muốn đi lên trên. Đây. Giờ thì ổn rồi đó. Đúng là một nơi ổn áp để thư giãn này. Cậu muốn hâm nóng không? Thôi, thế là được rồi. Được thôi. Đợi đã. Suy nghĩ dễ thương đó. Cái này có thể để quần áo và đồ linh tinh này. Không, bị lệch rồi. Một chút nữa thôi. Và không, bên trái tí nữa. Giờ chỉnh qua bên phải nữa đi. Chắc phải ở đây rồi. Cậu làm gì vậy? Cậu cần cẩn thận với đồ chơi của mình nha. Hình như nó chỉ có hiệu lực một thời gian thôi. Này Slimter, sao đó? Tôi có đề nghị này cho cậu nè. Tốt lắm. Để mình gửi cho. Nghỉ ngơi đi. Máy năng của cậu cuối cùng cũng biến mất thôi. Đến lượt mình. Không phải cậu thích nhỏ hơn sao? Mình thích mọi động vật nha. Không. À ha, có tùy không chứ. Hãy nhìn xem phong cách của mình này. Cậu không biết cách sử dụng năng lực đâu. Cậu không biết cách sử dụng năng lực đâu. Hả? Cậu chết chắc rồi nha. Cậu sẽ làm nhà cho tôi. Ui, lạ thật.
Năng lực này sẽ giúp tôi hiểu cậu. Thật ra thì không đâu, vì cậu chưa xây nhà cho tôi mà. Rồi được thôi, đến lúc làm việc tí rồi. Và sau đó thì quay video nha. Này sẽ làm căn nhà đẹp đấy. Giờ làm cả bãi biển cho cậu thôi. Không tệ nha, để thêm vỏ sò thôi. Dạ, công viên nước thu nhỏ. Hình như mình thấy ở đâu đó rồi thì phải. Cái này cao quá đi. Cái này sẽ được. Bể nước nhìn đơn điệu quá đi thôi. Thiếu thiếu gì đó thì phải. Cậu định để cái đấy ở trong nhà luôn sao? Đúng vậy, làm sao? Đây mới đúng này. Đổ đầy bể bơi thôi. Chúng ta có ngôi nhà đẹp rồi. Vỏ sò lúc nào trông cũng đẹp hết. Ở đâu cũng phải đẹp hết. Ngay cả ăn cũng vậy. Bình nước của cậu sẽ là cái đẹp nhất. Hết giờ rồi. Mình làm có tốt không?